Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mở đầu của bài 12 Tế bào đơn vị cơ sở của sự sống, trang 66, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách cánh diều. Câu hỏi như sau. Quan sát hình 12.1, chúng ta thấy ngôi nhà chủ yếu được xây từ những đơn vị cấu trúc là những viên gạch. Vậy em hãy đoán xem cây xanh và cơ thể chúng ta được tạo nên từ đơn vị cấu trúc nào? Nếu bạn nào để ý thì sẽ thấy được câu trả lời nằm ngay trong tên của bài học hôm nay của chúng ta. Cây xanh và cơ thể người được tạo nên từ một đơn vị cấu trúc mang tên là tế bào. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi mở đầu của bài 12 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.